Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta cài đặt một thành viên khác làm trong quyền quản trị một cái fanpage của chúng ta như thế nào. Thì đây là một cái fanpage của Ai Việt. Để cài thêm một người khác làm quản trị cho fanpage này thì các bạn vào phần setting. Nếu tiếng Việt thì nó sẽ là phần cài đặt đấy. Sau đó bạn tìm đến cái phần page role, hoặc tiếng Việt có nghĩa là vai trò trên trang, chúng ta kích vào đây. Này, phần vai trò trên trang. Đây nó sẽ có một cái ô hiện ra là để xem là chúng ta muốn cài đặt cái người mới trên trang của mình. Thì chúng ta có thể là một là gõ tên của họ hoặc là gõ email. Ví dụ nếu mà chúng ta có một người bạn mà chúng ta kết bạn với họ rồi thì có thể chúng ta gõ tên cũng ra. Nhưng mà trường hợp chắc ăn hơn là các bạn nên dùng địa chỉ email. Email họ đang dùng để truy cập Facebook là gì thì chúng ta gõ đúng email đó thì chúng ta add quyền ở đây được. Đây, ví dụ mình add quyền là quangcuongbui@gmail.com. Đấy, ví dụ như vậy. Thì sau đó các bạn cài đặt quyền, ví dụ như chúng ta có thể đặt quyền là cao nhất là quyền admin hoặc quyền quản trị này, thứ hai là quyền editor là biên tập này. Moderator là dạng như điều phối này, rồi quyền chỉ quảng cáo này, chỉ phân tích này. Đấy. Thì chúng ta cài đặt quyền gì thì do chúng ta. Và cái quyền cao nhất là quyền admin và chỉ có quyền admin mới được thêm người bớt người. Ví dụ chúng ta muốn cài đặt cho 10 người khác, người đó có thể là phải bổ sung thêm người nọ người kia mới chạy quảng cáo được. Thì chúng ta phải cài đặt quyền admin thì họ mới bổ sung thêm người mới chạy quảng cáo được. Còn nếu mà trường hợp mà họ trực tiếp chạy trên cái tài khoản cá nhân của họ thì có thể là editor cũng được. Đấy. Thì ví dụ ở đây chúng ta chọn là quyền admin chẳng hạn, sau đó thì các bạn chọn kích vào nút add. Tại đây nó không hiện nút add tại vì mình chính là quản trị của cái fanpage này rồi nên không kích được, còn nếu bạn kích vào một cái người khác thì sẽ kích add ra đây được. Sau khi kích vào xong thì họ sẽ yêu cầu, Facebook sẽ yêu cầu gõ lại password của bạn, thì bạn gõ lại password thì là xong. Đấy. Thì đó là cái cách để chúng ta cài một thành viên khác làm quản trị trong cái fanpage của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.